Chào mừng quý vị và anh chị em trở lại với kênh Góc Khuất Cuộc Sống. Kính thưa quý vị và anh chị em, hôm nay Quang Hải xin chia sẻ đến quý vị và anh chị em một biến cố có thể như là một phép lạ đã xảy ra ở một đền Đức Mẹ tên là Atapraxia ở Argentina. Đây là trang Facebook của đền và quý vị và anh chị em muốn xem chi tiết về biến cố này thì quý vị và anh chị em có thể vào trong trang web này. Và hôm nay Quang Hải muốn giới thiệu đến quý vị và anh chị em một hình ảnh mà có lẽ quý vị và anh chị em sẽ hết sức ngạc nhiên để Quang Hải clip vào. Đây là bức ảnh. Thì nhìn ở chính giữa này quý vị và anh chị em thấy gì? Để Quang Hải phóng lên cho quý vị và anh chị em xem. Khi mà ở đằng xa quý vị nhìn vào thì quý vị thấy đây là một bức hình giống như là một bức tượng Đức Mẹ vậy. Nhưng thực ra đây hoàn toàn là không gian trống, giống như là một bức tượng phù điêu vậy đó, 3D nhìn vào. Và khi quý vị và anh chị em nhìn từ xa thì quý vị và anh chị em sẽ thấy rõ. Nhưng mà khi gần đến, khi mà mình bước đến gần bàn thờ thì hình ảnh này nó sẽ dần mờ đi. Thì vì sao lại có một cái hiện tượng này xảy ra? Như quý vị và anh chị em để ý, ở đây có một bức tượng Đức Mẹ. Thì trước đây bức tượng Đức Mẹ được đặt trên cái bệ này. Và sau khi để bước vào việc trùng tu đền Đức Mẹ thì người ta đã bỏ tượng Đức Mẹ xuống. Lúc đó có cha chánh xứ là cha Sở ở đây. Thì ngài đi đóng cửa và ngài vô tình ngài nhìn vào trong cái nhìn vào trên cái bàn thờ thì ngài thấy được một bức hình Đức Mẹ hiện ra ở đây. Đó. Giống như là một bức hình 3D phải không quý vị và anh chị em? Đó. Nhìn rất là đẹp. Thì đây là bức hình mà quý vị và anh chị em có thể tận mắt chứng kiến. Trước này thì bức hình Đức Mẹ được đặt trên cái bệ này. Và sau khi đem xuống thì đây là một cái giống như là một cái bức tranh 3D. Ở đền Atapraxia. Nhìn rất đẹp phải không quý vị và anh chị em? Để Quang Hải zoom lên cho quý vị và anh chị em xem. Quý vị và anh chị em thấy gì? Đó. Giống như là có một bức tượng, một hình, một cái bóng Đức Mẹ. Giống như là có một cái bóng Đức Mẹ hiện ra. Trên đây thì giống như là có triều thiên nè. Và chỗ này là giống như là một ánh sáng tỏa xuống. Đó. Ở đây là hoàn toàn không gian trống nha thưa quý vị và anh chị em. Đằng sau đây là một cái bức tường. Ở phía này là được sơn sửa lại, xung quanh là được sơn sửa lại. Nhưng mà trước đó là một bức tường và bức tường trắng. Và sau khi đem bức tượng Đức Mẹ xuống đặt ở bên dưới thì sẽ hiện ra một cái giống như là một cái bức tranh 3D vậy. Nhìn càng xa thì chúng ta thấy rất là rõ. Thì biến cố này để xem chi tiết thì quý vị và anh chị em có thể vào trong cái trang Facebook tên là Vision the Atapraxia. Đây là trang Facebook của họ. Và nhiều người đã hành hương đến đây để tận mắt chứng kiến điều đã xảy ra và mọi người đều hết sức ngạc nhiên vì những gì mà họ tận mắt chứng kiến. Một vài thông tin Quang Hải muốn gửi đến quý vị và anh chị em. Và quý vị và anh chị em thấy sao về biến cố này? Hãy để lại những lời comment bên dưới. Cảm ơn quý vị và anh chị em đã chú ý lắng nghe và đừng quên nhấn chuông đăng ký kênh Góc Khuất Cuộc Sống để có thể nhận được những video mới nhất từ Quang Hải. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.